Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo thông tin mới nhất vụ sát hại một lao động người Việt ở Đài Loan, nhà chức trách địa phương đã bắt 4 người Việt Nam và một người Đài Loan bị cáo buộc bắt cóc đòi tiền chuộc, sát hại một người Việt Nam họ Vũ, các nghi can việt nam bị bắt gồm ba người đàn ông họ lê hoàng vũ và một người phụ nữ họ nguyễn nghi can đài loan được xác định họ hứa trong một tuyên bố các công tố viên cho biết người đàn ông họ lê và phụ nữ họ nguyễn đã bắt đầu lên kế hoạch bắt cóc nạn nhân họ vũ để đòi tiền chuộc ngay từ tháng trước sau khi người phụ nữ quen anh này trên mạng biết được thông tin về tài chính của gia đình nạn nhân hai người này đã nghĩ ra kế hoạch để người phụ nữ thuyết phục nạn nhân đi từ đào viên thuộc đài loan đến một địa phương khác sau khi nạn nhân đến nơi, người đàn ông họ Lê và những người khác đã ép anh lên một chiếc xe, đưa đến một nhà ở cho công nhân rồi thực hiện hành vi. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, theo báo cáo của ban quản lý lao động, văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, đơn vị đã liên hệ với các cơ quan chức năng để tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ án một lao động Việt Nam bị sát hại tại Đài Loan. Ban quản lý lao động báo cáo và đề nghị cục quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo công ty đưa người lao động đi làm việc nước ngoài thông báo và chia buồn với gia đình lao động. Cùng với đó, công ty này sẽ phối hợp với công ty môi giới Đài Loan hỗ trợ người thân của người lao động làm thủ tục hậu sự, tổ chức tang lễ và giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động, tiền lương tiết kiệm bảo hiểm nếu có. Những nghi phạm trước đó đã gọi video cho cha của nạn nhân ở Việt Nam để đòi số tiền chuộc 200 triệu đồng. Tuy nhiên khi nhận được tiền, những người này vẫn tiếp tục giữ nạn nhân với ý định moi thêm tiền từ gia đình. Sợ nạn nhân kêu cứu, nhóm người trên đã nhét khăn vào miệng, dùng băng keo quấn quanh mắt, miệng và mũi của nạn nhân, khiến anh tử vong. Các nghi can sau đó chôn xác nạn nhân tại một trang trại mía. Sau khi bị bắt, những người này đã đưa lực lượng điều tra đến nơi chôn thi thể nạn nhân, nhà chức trách sau đó lấy dấu vân tay và khám nghiệm tử thi. Mới đây, Bộ Ngoại giao xác nhận về vụ việc một công dân Việt Nam bị sát hại tại Đài Loan, Trung Quốc. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với cơ quan chức năng của Đài Loan, sơ bộ xác minh được nhân thân người bị hại. Theo Focus Taiwan, Văn phòng Công tố Văn lâm Đài Loan Trung Quốc đã thông báo về việc bắt giữ bốn người Việt Nam và một người Đài Loan. Những người này bị cáo buộc đã bắt cóc tống tiền và sát hại một nạn nhân người Việt Nam họ Vũ Tên đầy đủ là Vũ Văn Hát đang làm việc tại thành phố Đào Viên. Sau khi tìm hiểu gia cảnh của nạn nhân, người phụ nữ họ Nguyễn đã thuyết phục Hát tới Văn Lâm để gặp mặt. Tại đây, người đàn ông họ Lê và những người khác đã khống chế Hát, đưa nạn nhân tới một nhà trọ địa phương. Nhóm người này sau đó gọi điện thoại cho cha của Hát, yêu cầu số tiền chuộc 250.000 đồng Đài Loan, gần 200 triệu Việt Nam đồng. Sau khi gia đình của nạn nhân chuyển khoản, người này vẫn tiếp tục giam giữ Hát nhằm moi thêm tiền chuộc trong tương lai. Sợ nạn nhân kêu cứu, nhóm nghi phạm đã bịt miệng và mũi khiến anh Hát tử vong vào ngày 13 tháng 3. Sau đó nhóm này đã đưa thi thể của anh chôn tại vườn mía. Đến ngày 10 tháng 4, cảnh sát đã tiến hành truy bắt các nghi phạm liên quan. Một ngày sau đó, các nghi phạm đã chỉ chỗ chôn lấp thi thể của anh Hát để nhà chức trách khai quật. Chính quyền Đài Loan cũng đã bắt giữ tổng cộng 5 nghi phạm gồm 4 người Việt Nam và 1 người Đài Loan. Các nghi phạm bị cáo buộc với các tội danh bắt cóc đòi tiền chuộc và giết người. Thông tin về vụ việc ông Nguyễn Hoài Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương, xác nhận sự việc và cho biết chính quyền địa phương vừa làm thủ tục xác minh nhân thân của người này để gia đình đưa thi thể về nước. Trước đó, trong ngày 14 và 15 tháng 4, trên mạng xã hội lan truyền clip của đài TVBS Đài Loan, ghi lại hình ảnh nhiều cảnh sát ập vào một căn nhà bắt giữ một số nghi phạm được cho là người Việt Nam và cả người nước ngoài đã có hành vi sát hại anh Hát. Cũng theo nội dung clip được dịch lại, nạn nhân là H, người Việt Nam. Sau khi sang Đài Loan, nạn nhân quen biết với một phụ nữ Việt Nam họ Nguyễn thông qua mạng xã hội. Người này có bạn trai họ Lê. Người họ Lê đã cùng hai đồng hương người Việt Nam và một người Đài Loan họ hứa thực hiện hành vi phạm tội. Theo thông tin mới nhất ngày 16 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức phiên họp chất vấn việc tháo gỡ xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ, vi phạm quy định luật đất đai trên địa bàn tại phiên họp nhiều đại biểu hội đồng nhân dân đã đặt câu hỏi cho chủ tịch ủy ban nhân dân và các đơn vị liên quan về những vấn đề người dân doanh nghiệp quan tâm ông nguyễn phương đông trưởng ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tỉnh cà mau đã đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cho biết nguyên nhân cốt lõi chậm tiến độ thực hiện các dự án tình trạng này có gây lãng phí tài nguyên nguồn vốn doanh nghiệp tài sản của nhà nước hay không trả lời chất vấn ông huỳnh quốc việt chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cho biết có những dự án chậm tiến độ là do chủ đầu tư Tuy nhiên cũng có những vấn đề vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng quy hoạch thì trong đó có trách nhiệm của các sở ngành và địa phương. Theo đó ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được thì cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng vẫn còn một số tồn tại hạn chế như nhiều dự án triển khai thực hiện chậm tiến độ, một số dự án treo không thực hiện qua nhiều năm làm lãng phí tài nguyên đất gây bức xúc trong nhân dân. Trước đó, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã khảo sát thực tế tại 15 dự án và làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư, các cơ quan chủ trì theo dõi dự án, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có dự án trên địa bàn. Qua khảo sát, đoàn ghi nhận một số dự án không thực hiện thủ tục đầu tư, thủ tục đất đai để xảy ra tình trạng dự án treo, dự án đã đưa vào hoạt động nhưng này không hiệu quả để lãng phí đất đai bên cạnh đó một số dự án năng lực thực hiện của một số chủ đầu tư còn hạn chế nhất là hạn chế về năng lực tài chính nhiều dự án gặp khó khăn về vốn nên tạm dừng thực hiện dự án hoặc thực hiện cầm chừng hay hoạt động chưa đúng theo cam kết về quy mô công suất nguyên nhân do việc quản lý đất đai tại một số địa phương thời gian qua còn lỏng lẻo để xảy ra tình trạng lấn chiếm sử dụng đất không đúng mục đích không xử lý rứt điểm khi phát sinh bên cạnh đó công tác phối hợp giữa chủ đầu tư và sở ngành địa phương giữa các cơ quan đơn vị liên quan chưa thật sự chặt chẽ mới đây thanh tra huyện Đắc Hà tỉnh Kon Tum công bố kết luận đối với việc triển khai tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 dự án do ủy ban nhân dân xã Ngọc Quang làm chủ đầu tư cấp 108 bò sinh sản cho hộ nghèo cận nghèo Hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã Ngọc Quang. Theo kế hoạch phê duyệt, mỗi con bò giống trị giá 16,5 triệu đồng, từ 17 đến 20 tháng tuổi, nặng từ 1,4 đến 1,5 tạ, 140 đến 150 kg, tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng. Người nuôi phải trả lại 35% 5,7 triệu đồng trong 2 năm. Tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Quang đã thực hiện cấp phát bò cho người dân. Tuy nhiên, nhiều hộ dân trên địa bàn xã phát hiện bò thiếu trọng lượng. Theo người dân phản ánh, đây là con bê, con bò con chứ không phải bò sinh sản. Theo thanh tra Ủy ban nhân dân xã Ngọc Quang, cấp phát bò khi chưa có văn bản xác nhận nhóm hộ, áp dụng trọng lượng bò chưa sát với chỉ tiêu khối lượng phối giống lần đầu, trình tự thủ tục lập hồ sơ thanh quyết toán chưa đảm bảo, lập danh sách ký nhận không đầy đủ thành phần tham gia chứng kiến cấp phát bò. Chủ đầu tư không chỉ đạo đơn vị cung ứng kiểm tra xác định lại trọng lượng của bò mẫu và các con còn lại mà chỉ đối chiếu bằng mắt thường, dẫn đến có 29 con bò, 1,2 đến 1,4 tạ, không đủ cân nặng đã phê duyệt. Trách nhiệm được xác định thuộc về ông Ngô Tuấn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Quang, hai phó chủ tịch xã là ông Hoàng Văn Đạt và ông A Trúc, ba công chức xã là bà Nguyễn Thị Thủy, bà Đinh Thị Kim Trung và ông Nguyễn Xuân Thành, hai ông Đặng Thế Quyết, tổ phó tổ thẩm định và ông Nguyễn Thành Hải, phó giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện cũng bị xác định là đã sơ xuất, chưa chỉ ra thiếu sót về trọng lượng bò do Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Quang xây dựng để điều chỉnh. Thanh tra huyện yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Quang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Hà chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với các ông Quyết, Hải.